Dạ, xin kính chào các bạn tiếp tục thân mến. Ok, với nghề lái xe, mình xin giới thiệu với các bạn về cái nghề lái xe để chúng ta có thể cùng nhau lái. Khi mà mình nói chuyện với lại một em bé hay là bế một em bé thì mình truyền lại rồi nhé, truyền cảm, truyền truyền lại. Thì đây là mình hôm nay thì mình truyền lại cái cách thức và cái đời sống lái xe của mình. Xe bus này là 292. Lạ cái là khi mà AC nó bị cái máy lạnh nó bị tắt đi và cái đèn ở trên cái dashboard đó nó nổi lên rằng là nổi lên là battery. Như đây mình sẽ thấy rằng là nó không có máy lạnh nhưng mà nó nổi cái hình gọi là cái bình điện lên ha, bình điện. Thì nó là cộng và trừ. Ok, trong đây thì nó nổi đèn lên như vậy, subtract and fold. Tất cả những cái này thì mình phải đọc ha, phải đọc. Thì cái này là rear door, thì ABS fail, mounted. Ok, thì cái này nó là cái người tài xế họ không có cảm thấy an toàn, không cảm thấy an toàn thì mình tới đây mình đổi một chiếc xe khác mình mang cái xe này về, thì mình đổi chiếc xe là 298. 298 thì mình cộng lại đó thì nó là một con số 9 ha, 19. Như dưới này đó. Như dưới này đó thì như lại là dưới này đó ha. Đó là 2. Như đây. Đó, mình thấy như là đây 298. Ok. 298 mình đổi với cái xe này. Cái xe này mang về lại station lại, bây giờ nó vẫn đang chạy ra 292, rất là đều ha. Ok, đây thì ngay cái chỗ này là chỗ con đường Gravia, Gravia với lại đường con đường ngang này, con đường gì nữa mình quên mất tiêu. Con đường là vô là trên cái bảng như đây ha, là vô là mình thấy nó hơi sơ. Thì đây mình thấy đây là cái city hall nha, city hall. Nếu mình trả tiền thuế đất đó. Ok, ngay cái góc đường này đó thì mình quay một chút xíu, trời rất là đẹp vào buổi chiều, ánh nắng mặt trời trên đây. Thì đây thì mình quay một đoạn thôi, những cái này là cái cảnh ha, mình không biết là nó như thế nào, mang ý nghĩa gì. Đây là cái gọi là New Orleans Public Library. Ở trong đây nó có những cái cuốn sách tiếng Việt rất là hay, những cái câu chuyện nhiều sách Việt Nam lắm. Mình có vô trong đó mấy lần, mình mượn sách mà làm ảo thuật á. Đây thì những cái building đây. Thì khi mà mình sanh ra đó thì mình đã đi xe bus rồi, thì sanh ra ở Sài Gòn, nhưng mà mình đã ở ngoài Nha Trang thì mình có một cái chơi, có một cái đồ chơi nó là chiếc xe bus ha. Thì hồi đó mình thích lắm, nhưng mà mình nhớ là mình khoảng chừng 4-5 tuổi thôi mình còn nhớ đến. Mình nhớ đến cuộc đời của mình, nhớ những cái hay cái tốt thôi, chứ còn những cái xấu thì khi mà mình đi xưng tội đó, đi xưng tội có một vị linh mục nói với mình là bây giờ về cách làm việc đền tội là nhớ những cái ký ức mà mình tốt á, thì bắt đầu mình nhớ lại là mình kể lại không, thì nó rất là tốt là khi mà mình sẽ bỏ qua hết, bỏ qua một bên tất cả những cái quá khứ nó không có tốt, mình bỏ qua, nhưng mà dọc đường đời thì có rất nhiều thứ nó ảnh hưởng. Sinh ra thì mình đã sống ở trong một cái thành phố rồi, bây giờ xe bus rồi thì nó gọi là cái cuồng máy đó. Thì mình lấy cái bằng lái xe bus này cũng là cái khả năng của mình, và cũng có nhiều người giúp đỡ mình để mình lấy, thì cái đồng tiền nó rất là xứng đáng, có thể nuôi một vợ, năm con, hoặc là năm vợ, năm con cũng được luôn. Nếu mà tùy theo bạn muốn, hay là một vợ.
một vợ năm con, hoặc là một, nhưng mà cái này thì mình chỉ nói sơ như vậy thôi nhé bạn. Cái đó thì tùy theo bạn. Thì khi mà trời ban cho mình như thế nào đó thì mình giữ như vậy. Thì đồng lương với đồng lương như vậy đó thì mình có thể nuôi được như vậy, nuôi chính mình và khoảng một vợ năm con, hoặc là năm vợ, mỗi vợ năm con thì đó là 25 con, 25 con. Thì vẫn có thể nuôi được, ok. Có bảo hiểm, ok. Vậy thôi thì mình ngưng ở đây nhé, rồi mình sẽ nói với bạn sau, bởi vì mình sẽ ban cái xe bus này về lại. Ở đây thì rất là nhiều người tấp nập ngày hôm nay, thì họ trời đẹp, họ đi ra ngoài này họ chơi, nó chấp chấp như vậy là bởi vì cái điện thoại của mình á, chứ mình nhìn nó thì nó không có chớp đâu, mình chụp thì nó không có chớp đâu. Ok, vậy thôi thì mình ngưng nhé, có gì mình sẽ nói với các bạn sau, tiếp tục.